Mình là Nguyễn Đức Mẫn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn ôn tập và tổng hợp lại chiến lược từ 6 đến 10. Bước lên bên tay trái, chém số 2, tay trái. 2, chém số 2, tay phải xuống nguyên tấn. 3, xoay hông, rút về xuống nguyên tấn, đấm thẳng. 4, rút chân phải lên, đạp. Tay trái úp, lòng tay phải nữa. 2, bước chân phải lên trung bình tấn. Tay phải đánh trỏ số 6, tay trái đánh chém số 4. Ây! Chân trước, chân trái, úp. 2, xoay hông, đá tạ, chân phải. 2, 3, xoay hông, đạp lái chân trái. Vừa rồi là mình đã hướng dẫn các bạn ôn tập lại chiến lược từ 6 đến 10. Các bạn thấy video mình hay thì hãy like, comment và bấm nút subscribe để theo dõi video tiếp theo. Chúc các bạn tập luyện thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.